mô hình sản xuất khoai tây giống sạch bệnh bằng công nghệ khí canh, tất cả đều được điều khiển tự động. Từ lượng nước tưới, phân bón, ánh sáng, độ ẩm đều được tắt bật qua chiếc điện thoại này. Vì vậy mà việc trồng khoai tây trở nên đơn giản, hiệu quả hơn rất nhiều so với cách truyền thống. Trong thời gian 3 ngày thôi chúng ta cắt cái ngọn này thì nó đã ra rễ rồi. Thì đấy là cái mà chúng ta thấy sự khác biệt, 3 ngày thôi. Nếu bình thường thì thời gian đó rễ rất là lâu, mất 10 ngày. Đây là một trong nhiều ví dụ về chuyển đổi nông nghiệp số. Ưu điểm lớn nhất là chi phí thấp hơn nhưng hiệu quả lại vượt trội. Tuy nhiên, rất nhiều nhà nông Việt Nam lại đang loay hoay khi chuyển đổi nền nông nghiệp sang nông nghiệp số. Trong các cuộc hội thảo của tuần lễ kết nối nông nghiệp và đổi mới sáng tạo, các chuyên gia đã chỉ rõ những nguyên nhân khiến cho nhà nông chưa thể ứng dụng công nghệ cao và tự động hóa. Khi mà áp dụng cái công nghệ thông tin như thế, các cái công nghệ số như thế, thì chúng ta lại thiếu về cái nguồn nhân lực. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải làm sao để mà chúng ta có thể là có được cái nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng được cái cuộc cách mạng về nông nghiệp số này. Thì chúng ta cũng cần phải có cái bài học kinh nghiệm, chúng ta học hỏi các cái nước trên thế giới để chúng ta làm phù hợp trong cái điều kiện Việt Nam của chúng ta. Theo các chuyên gia, giai đoạn Covid-19 chính là cơ hội để nhà nông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa robot vào đồng ruộng. Tuần lễ kết nối nông nghiệp và đổi mới sáng tạo 2020 sẽ là cơ hội để nhà nông, các sinh viên gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp phần mềm để có thể đẩy nhanh chuyển đổi số trong nông nghiệp. Bởi khái niệm nhà nông là chân lấm tay bùn nay đã khác.